Đặt lại cho anh cái này nhé. có thể đi được các đường. Ở đây có chỗ ngách đường đối kia. Bên mình nhìn thấy bên trong đẹp nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quay cái thít ngang trong cái này cũng hồi giống cả thít đấy.